Trên mạng xã hội đã rộ ra những hình ảnh xoay ra điểm nam tính của cầu thủ Canzana mang áo số 11. Điều đáng nói là không ít cư dân mạng đã để lại nhiều comment mang tính kỳ thị, chê bai nhan sắc của nữ cầu thủ. Tuy nhiên, ngoài đời thời Canzana thường xuyên thả tóc, trông cũng rất là nữ tính. Hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu về cầu thủ đặc biệt này nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh của chúng mình để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! Tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 vang lên, đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ tấm huy chương vàng thành công cũng như một lần nữa khẳng định vị trí số 1 bóng đá nữ khu vực sau khi vừa lên ngôi giải Đông Nam Á ngay trên đất Thái Lan cách đây không lâu. Đội tuyển nữ Việt Nam đã làm quá tốt công việc của mình khi bất chấp đau đớn và kiệt sức để chiến đấu để bảo vệ thành quả cho đến những giây phút cuối cùng. Tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài biên xinh đẹp người Australia Joanna Kay Karatit cũng đã làm tốt nhiệm vụ với tình huống bắt việt vị để hiệp 2. Nhưng mà cộng đồng mạng, thay vì làm những điều tích cực như là tập trung tôn vinh người hùng dân tộc của mình, khen trọng tài biên đáng yêu hay cầu thủ xinh đẹp, thì lại cho thấy sự thiếu văn minh, đó là chế giễu về ngoại hình của cầu thủ đội bạn hay còn gọi là hành động body shaming, một trong những hình thức liên quan tới nạn kỳ thị, phân biệt racism. Hiện nay, chỉ cần lướt mạng xã hội là có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh hay lời bàn tán về nhan sắc khác thường của nữ cầu thủ Kanchana Sungguhen. Nhiều người cho rằng cô trông rất giống đàn ông khi sở hữu gương mặt góc cạnh, thân hình nam tính, cơ bắp vạm vỡ, thậm chí không ít ý kiến cho rằng Kanchana Sungguhen là người chuyển giới. Tuy nhiên, chiêm ngưỡng những hình ảnh đời thường của nữ cầu thủ khiến không ít người kinh ngạc. Tạm biệt những trận bóng nảy lửa, nữ cầu thủ xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính hơn. Cô thường thả tóc, chụp ảnh tự sướng hay diện những bộ đồ nhẹ nhàng giúp Kanchana Sungguhen thêm phần nữ tính. Nữ cầu thủ mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Thái và không quá cứng như trên sân cỏ. Những hình ảnh của nữ cầu thủ đăng tải trên mạng đã khiến không ít người kinh ngạc. Không ít những người nhận định rằng, nhìn bên ngoài nữ cầu thủ Thái trông nhẹ nhàng hơn hẳn, không quá cứng như khi xuất hiện trong những trận bóng. Bên cạnh đó, cũng không ít người cho rằng việc đưa ra những lời kỳ thị là hành động phi thể thao và không nên tiếp diễn. Kanchana Sungguhen, ngôi sao của tuyển nữ Thái Lan, bị nhiều cổ động viên Việt Nam nghi ngờ về giới tính, hóa ra lại được mến mộ đặc biệt ở quê nhà. Cô là ví dụ điển hình của người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp tâm hồn, đóa hoa toát ra hương thơm nhờ tài năng thể thao, chứ không phải là hình thức bên ngoài. Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Surin, Thái Lan, Kanchana Sungguhen cũng đến trường học như bao đứa trẻ khác. Nhưng Kanchana đã sớm phát hiện mình sở hữu sức khỏe phi thường, phù hợp trở thành một vận động viên nên đã đưa ra quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của cô. Ít ai ngờ rằng, ban đầu Kanchana là một vận động viên điền kinh. Tuy nhiên, kể từ khi được điền tên vào đội tuyển nữ của thành Surin tham dự giải trẻ cấp độ quốc gia, Kanchana đã chuyên tâm theo đuổi giấc mơ quần đùi áo số. Kanchana là cầu thủ nữ đầu tiên thuộc đội U19 được gọi thẳng lên tuyển quốc gia. Một bước tiến mà ngay cả những đồng nghiệp nam giới cũng phải ao ước. Kinh hoàng là điểm mạnh của Kanchana, cô được gắn với biệt danh là báo đen cũng vì vậy. Ra nước ngoài thi đấu từ lâu là ước mơ của nhiều cầu thủ Đông Nam Á. Với Kanchana, cô vươn tới thành tựu đó năm 27 tuổi trong màu áo câu lạc bộ Spanza Osaka Takatsuki ở Nhật Bản. Bước tiến sự nghiệp của Kanchana còn gắn liền với quá khứ đau buồn của bóng đá nữ Việt Nam. Vào năm 2014, Kanchana ghi 2 bàn vào lưới tuyển nữ Việt Nam để hoàn tất màn lội ngược dòng tỷ số 2-1, đưa tuyển nữ Thái Lan tham dự giải đấu World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Thắng Việt Nam luôn đem lại niềm vui cho người Thái, còn thắng mà được dự World Cup thì cứ như là một vụ nổ. Vì thế, sau trận đấu đó, Kanchana được coi là người hùng trong lòng cổ động viên. Tài năng của Kanchana là điều không phải bàn cãi, nhưng có một điều khác khiến cô được mến mộ ở Thái Lan, đó là câu chuyện tình cảm động, dễ thương như phim Hàn Quốc với chồng. Vào năm 2015, cô chính thức bước lên xe hoa. Là người hùng của cả Thái Lan đấy, nhưng đám cưới của Kanchana giản dị, chân chất như con người của cô, đó là nơi câu chuyện tình cảm của cô với người bạn thời thơ ấu đơm hoa kết trái. Chồng Kanchana, anh Sophon và cô gặp nhau từ khi còn là học sinh cấp 3, đó là thời điểm Sophon đã thích Kanchana nhưng không dám ngỏ lời. Sau khi cả hai lên đại học, Sophon lấy hết can đảm xin số của Kanchana. Và sau một khoảng thời gian dài gọi điện mà không được trả lời, cuối cùng Sophon cũng tổ chức được một cuộc hẹn với người mà anh thầm thích từ nhỏ. 5 năm quen biết và yêu Sophon của Kanchana có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất. Cũng trong thời gian đó, cô đại diện cho Thái Lan dự World Cup, sự nghiệp thành công, đường tình duyên lại toàn vẹn. Kanchana Sungguhen rõ ràng là người phụ nữ hạnh phúc. Ở tuổi 33, Kanchana Sungguhen vẫn sẵn sàng trả lời khi tổ quốc cần. Và khi đã ở độ tuổi này, chắc cô cũng chẳng cần quan tâm đến những lời lẽ miệt thị, vô văn hóa của một bộ phận người Việt Nam là gì. Cô là phụ nữ, đã có chồng và đang sở hữu cuộc sống viên mãn không phải ai cũng có.
Còn khán giả của Mr. Euro thì suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!